Dạ, con xin mến chào tất cả cô chú, chào mừng cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Ngày mới chúc cô chú luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hôm nay tiếp tục mình quay lại một cái địa điểm giao lưu khá là quen thuộc của cô chú. Đây là vườn bonsai huy hoàng của chị Diễu Huy. Hôm nay giới thiệu đến cô chú một lô cây mới nữa, đặc biệt cũng có khá là nhiều cây rừng núi khai thác lạ mắt đẹp cho mình lựa chọn ha cô chú. Con mời cô chú vào đây mình cùng xem với con và giao lưu với chị Huy ha. Rồi em chào chị Huy ơi. Dạ em chào anh, em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em lên cái clip mới để giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Hôm nay em có một số loại cây bonsai như là mai chú thủy nè, nguyệt quế, rồi linh sam, có cây ăn trái nữa nghe cô chú anh chị, có xài, có dúi ha. Số điện thoại để cô chú anh chị chốt cây là 0939081082, em ở quận Hóc Môn thành phố Cần Thơ ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, để em xin giới thiệu cây đầu tiên của clip ngày hôm nay cho cô chú anh chị xem ạ. Thì mã hôm nay em giao lưu đó là mã T ha. Cây đầu tiên đây là một cây mai chú thủy, này là da đen đó cô chú anh chị. Đó, da đen ha, nguyên một cái bệ rất là liền lạc luôn. Em xây một vòng nữa đi rồi em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Mã này là mã 1T à, mai chú thủy da đen ạ. Rồi để em đo thông số ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 50. Dạ tổng tán dài nha cô chú anh chị, tổng tán dài là được 92 ạ. Dạ. Một bệ dài hả chú, bệ liền dài. Dạ tổng cái hoành đế ở đây là được 130 á cô chú. Dạ rồi. 130 ha. Em đo ngay chỗ cái ngày nha cô chú anh chị. Đây nè. Cái thằng ở trên đây là được 30 luôn. Dạ. Đó. Cây có một khuyết điểm á cô chú anh chị là cây nó bị lũa ngay chỗ này nè. Đó, này là em đã tha keo vô cho nó nè ha. Dạ thì rồi. Cô chú anh chị muốn đẹp hơn mình về mình tha keo đen ha. Này là em theo ca mấy tiếng á, keo mấy tiếng. Rồi ngoài cái chỗ đó ra thì nó không có còn khuyết điểm gì nữa hết cô chú anh chị. Thì đây là mặt cắt. Thì cái bề mặt bên đây là rất là liền lạc, không có bị lỗi lầm gì hết. Đế rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cốt cành già lắm đó cô chú anh chị. Đó, cây thì đang cho hoa luôn ha. Đó, đang cho hoa tàn ấm mịn dữ lắm luôn rồi nè. Cô chú anh chị tham khảo ha. Thì mã này là mã 1T. Cây mai chú thủy da đen này á, thì em giao lưu với cô chú anh chị với giá 2.500.000. 2.500.000 em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha cô chú anh chị. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu. Cây rất là già luôn cô chú anh chị. Em đo cái cành lớn ngay chỗ này cho cô chú anh chị gõ ha, là được 12 cm á. Dạ rồi, cái cốt nuôi đó là 12 cm ha. Dạ. Nó tàn ấm mịn đang ra ha cô chú anh chị, đang có nụ rất là nhiều luôn nè. Đó, để xây vòng nó nha cô chú anh chị. Còn cái nào mà không gõ nữa thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi để em cung cấp hình ảnh ra ha. Chỉ có một khuyết điểm đó cô chú anh chị, đó là bị lũa ở đây. Rồi. Dạ rồi. Còn lại là liền lạc hết. Dạ, tiếp tục luôn. Dạ rồi, em sang cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 2T. 2T thì đây là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha cô chú anh chị. Thì cây bữa nay nó có nụ và nó bắt đầu nở hoa lai gai rồi cô chú anh chị, hoa rất là thơm luôn. Em đứng gần cây nó đã tỏ mùi hương rồi nè cô chú anh chị. Hoa nguyệt quế màu trắng rất là thơm ha. Rồi để em đo thông số cây mã 2T nguyệt quế luôn ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 90. Dạ cây này khá to nha cô chú, tay cành lớn. Tán dài của cô chú anh chị là được 95. Tán dài là được 95 ha. Em đo cái hoành thân nha cô chú anh chị. Dạ hoành thân ở đây là được 27. Ngay 28 em tính 27 thôi cô chú anh chị. Dạ. Tổng cái hoành đế ha, em đo tổng cái đế như thế này, đây là được 115 nè. Giống như một con thú nha cô chú anh chị. Cây liền lạc hết, không có bị lỗi lầm gì hết nha cô chú anh chị. Và cây này là rất là già luôn, tay cành lớn nè. Nguyệt quế ha, có cái gọng chữ C như thế này nha cô chú anh chị. Còn tay cành lớn nữa nè cô chú anh chị tham khảo nha. Mà không bị lũa mục gì hết luôn. Mấy cái tay mà nuôi nó ấm như thế này là cô chú anh chị cũng biết là thời gian lâu lắm luôn rồi ha. Thì mã này là mã 2T, cây nguyệt quế này em giao lưu với mình với giá là 3 triệu nha cô chú anh chị. 3 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn á. Cây này tiền ship cũng khá là nhiều của cô chú anh chị vì em phải đóng cái kiện rất là to nha. Dạ, cây này 3 triệu. Đóng kiện to lắm cô chú ạ. Tay dạ, cành nguyệt quế đang nụ rất là nhiều luôn nè. Tay cành nuôi bị lớn. Rất là to ha. Rồi. Lá sắn hoa chùm. Cây liền lạc sạch sẽ. Tiếp tục chị ơi. Dạ tiếp tục là em qua cây luôn nha cô chú anh chị. Em xin giới thiệu cây mai chú thủy nữa. Cây này là Trung An cô chú anh chị ạ. Trung An ha. Mã này là mã 3T. Dạ. Cây này cũng ấm tàn lắm rồi cô chú anh chị. Nuôi cũng lâu lắm rồi nè. Rồi để em đo thông số tiếp ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 42.
tổng tán dài của cô chú anh chị là được 62 ạ. Dạ tổng hoành đế ở đây của cô chú anh chị là được 79 ha. Rồi em đo cái hoành ngay chỗ này là được 42. Dạ rồi. Rồi một thang bên đây của cô chú anh chị là được 32 ha. Cái này tàn ánh mịn cũng đang hoa luôn á cô chú anh chị. Cái này là trung an ha, lá nó trung nha cô chú anh chị. Cây này thì chỉ có mặt cắt thôi cô chú anh chị. Thì mấy cây bonsai á, đa phần cây nào cũng có mặt cắt hết trơn á, để mình tạo bonsai cho nó ha. Còn lại là nó không có bị lỗ mục gì hết. Rồi mã này là mã 3T với cô chú anh chị. Cây mai chú thủy trung an này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 2,5 triệu luôn, 2,5 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc luôn, chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu ạ. Dạ, mặt cắt nuôi nó bít nhiều ha chú. Trung an nhiều quý. Rồi 2,5 triệu thôi chị hả? Dạ 2,5 triệu. Dạ. Rồi, tiếp tục chị ơi. Dạ rồi, em qua cây luôn á cô chú anh chị. Em xin giới thiệu cây tiếp theo ha. Cây tiếp theo đây là một cây chào Phúc Kiến. Đây, dạ. Cây này già lắm rồi cô chú anh chị, tụi em nuôi cũng lâu lắm rồi ha. Cái này về cô chú anh chị sang chậu đi. Cây già. Đó thì em bẻ theo cái dáng này giống như cái dáng gì? Liễu rủ. Em xin được phép lo thông số ạ. Liễu rủ mà hai thân quyền rất là đẹp cô chú. Cái này khoảng 1m2 đi cô chú anh chị. Em kéo không tới nha. 117 rồi mà còn cỡ gang tay em nữa thì em tính 1m2 đi ạ. Còn cái tán ngang nha, cái tán ngang em đo từ đây qua đây ạ. Dạ từ đây qua đây là được 62. Cây này dáng quái lắm á cô chú anh chị, cái khúc trên đây nè, hai thân nó rất là giống với nhau, nó hòa quyện ha. Đó. Thì cây đang cho trái luôn rồi nè cô chú anh chị. Chào Phúc Kiến hay còn gọi là bầm sụm đó cô chú anh chị. Cây đang cho trái ha. Rồi sẵn đây em đo cái hoành thân cho cô chú anh chị gõ luôn. Rồi hoành thân là được ngay 23 ha. Yeah. Cây cũng còn đế nữa cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị điểm thêm mấy cái dăm dăm ngay chỗ này nè, mà cây nó sẽ đẹp hơn ha. Đó thì về mình có thể lượt cành lại, mình bẻ kiểu dáng khác cũng được đó cô chú anh chị. Cái này thì tụi em mới có định hình một nước dây rồi cô chú anh chị. Đó thì rồi còn lại là nó liền lạc hết, không có bị mục lũa gì hết đó cô chú anh chị. Nó dáng quái nha. Tông cao ha, mấy cây này là tông cao. Mã này là mã 4T ha, cây chào Phúc Kiến này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1,4 triệu nha cô chú anh chị. 1,4 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Yeah. Cây này độc đáo lắm cô chú, cây này đẹp lắm. Mình không thích chơi dáng liễu thì mình về mình bắt từng mâm ha. Rồi mình lượt chi lại 1,4 triệu thôi chị ha. Dạ 1,4 triệu bao ship luôn, đang trái rất là nhiều. Đó là một cái cây trà sạch sẽ ha, một cốt. Rồi một gốc cốt bự rồi. Trà bá luôn. Một cốt hai thân, cây rất già. Cái này bên đây là mình làm nhánh cây tử cũng được nè. Còn cái thân bên đây thì nó chia ra hai cành, mà hai cành nó rất là giống với nhau luôn. Rồi tiếp tục đổi giúp em luôn ha. Đây dạ là... rồi em sang cây nữa nha cô chú anh chị. Là tiếp theo là mã này là mã 5T ha. Thì cây này gọi là cây châm bầu của cô chú anh chị. Yeah. Cây châm bầu á, cái lá này mình có thể vắn thuốc mình hút được á cô chú anh chị. Nó có trái nữa nha. Đó, cây này cây châm bầu, cái cây này là hàng khai thác của núi rừng á cô chú anh chị, nguyên một cái bệ luôn á. Rồi cây rồi. Châm bầu lần đầu tiên em quay luôn đó chị ơi. Dạ rồi em xin được phép đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 44. Dạ có tán dài là được 62 hết cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành em đo ngay cái eo trước đi cô chú anh chị. Đó thì ngay cái eo là được 46 ha. Dạ. 46 nè. Rồi. Đó thì ngay chỗ này là được 46 nè, còn cái vách này cô chú anh chị tham khảo ha, rất là liền lạc luôn. Cây này là cây châm bầu ha. Đó nó có những cái vết lũa cô chú anh chị, mà đây là hàng khai thác nên không có sao hết trơn, nó xăm cứng hết nha cô chú anh chị. Dạ. Cái lá này mình dán thuốc mình hút được đó cô chú anh chị. Còn cái trái mình cũng có thể ha, con nó có trái khía cô chú anh chị. Nào mà không gõ thì cứ liên hệ với em đi, em gửi hình ảnh cái trái cho cô chú anh chị gõ ha. Mã này là mã 5T ha. Thì cây châm bầu này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 950 đi cô chú anh chị. 950 em bao ship. Thì chậu em xin được phép rút chậu bó bầu ha. Dạ. Cây nó đã thuần chậu lâu dữ lắm rồi nên cô chú anh chị yên tâm đi, nó không có vấn đề gì đâu ha cô chú anh chị. Đó. Cây này khá độc đáo đó cô chú, cây châm bầu cũng có khá nhiều chơi, người chơi nha cô chú. Cây châm bầu 950 á cô chú anh chị. Rồi. Rồi em đó xin luôn. Sang cây luôn ha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là mã 6T. 6T thì đây là cây dúi á cô chú anh chị. Dúi hay còn gọi là hoàng anh mập ha, cây này có bông có trái nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này nhìn nó hầm hố á cô chú anh chị. Dáng độc quá nữa chị ha. Dạ. Rồi để em đo thông số tiếp ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 67. Rồi cái tán dài em đo từ đây qua đây là được 76 á cô chú anh chị.
em đo cái hoành thân ngay chỗ này là được 38. Dạ. Chiều dài cái dáng nằm nằm đi đo dài như vậy đi cô chú anh chị là được 37 luôn á. Mấy cây này cô chú không thích chơi kiểu này, chị dừng lại cho em. Mình dựng lên những cái thân này chú, dựng thẳng lên giống vậy là chơi rừng trên thân á, rất là đẹp luôn. Cái này thì em mới có định dây à, định hình ha, mình cũng bẻ được 2 lần rồi. Thì về cô chú anh chị không thích như vậy thì mình cứ bẻ theo kiểu dáng mà mình thích nghe cô chú anh chị. Đó dạ. Thì nó cũng đã thường chậu sống khỏe hết rồi. Thì mã này là mã 6T ha, cây dúi này em giao lưu với cô chú anh chị à, quý giá là 950 luôn á cô chú anh chị, 950 bao ship cho cô chú anh chị luôn. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu đi cô chú anh chị. Rồi. Mấy cây này là hàng khai thác nên có 1-2 cây là nhìn nó cũng lạ lạ, nhìn nó độc đáo lắm đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà có những cái ý tưởng ha, thì mình mua cây này về mình nuôi một thời gian nữa thì cây nó đẹp hơn rất là nhiều ha. Dạ. Dạ 950 em bao ship cho mình luôn. 950 thôi. Rồi, tiếp tục chị ha. Dạ rồi, tiếp theo thì em lên mã 7T với cô chú anh chị. Mã 7T thì em có một cây tùng với cô chú anh chị, đây là tùng Đài Loan ha. Cây này thì cây ghim nè, không có ghép gì hết trơn đó cô chú anh chị. Em xin được phép đo thông số trước đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 38. Rồi tổng tán dài đây là được 57 á cô chú anh chị. Dạ có cái hoành thân đây là được 27 ạ. Tổng cái hoành đế em đo tới đây thôi cô chú anh chị là được 61 ha. Dạ. Cái gọng này là gọng chữ C này, cái cốt lớn hơn cô chú anh chị. Đây là tùng Đài Loan ghim ha. Nó thì cây nó có bị chóc da ở đây nè cô chú anh chị. Tùng nó giống này là chóc, cái này là da. Còn lại là liền lạc hết đó cô chú anh chị. Tùng thì hay đa phần nó hay bị chóc da gì, nó không có vấn đề gì đâu nghe cô chú anh chị yên tâm ha. Có một cái nhánh áp ngay chỗ này nè cô chú anh chị. Cái ngay chỗ này nè, rồi em áp lên đây nè ha. Thì về cô chú anh chị không thích đó thì có thể cắt bỏ cũng được ha. Thì còn lại là cành rinh của cây hết. Đó. Chỉ có một cái nhánh ngay chỗ này áp lên đây thôi à. Không thích thì mình cắt bỏ. Mã này là mã 7T á cô chú anh chị. Cây tùng này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1,5 triệu á. 1,5 triệu em bao ship cho cô chú anh chị. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu ha. Dạ, 1,5 triệu. Tùng Đài Loan. Rồi, tiếp chị ơi. Dạ rồi, em sang mã 8T với cô chú anh chị. 8T em có một cây linh sam lá rí nha cô chú anh chị. Này là sông hinh. Sông hinh mà lá kim. Em đã trồng vô một cái chậu. Này là chậu. Này là đắp bằng xi măng đó cô chú anh chị. Rồi gắn những cái hòn đá lên ha. Cái này về cô chú anh chị mua cái ông Khương Tử Nha ngồi câu cá bỏ cần câu xuống đây nè. Nữa thì nó nhìn nó sinh động hơn nhiều ha. Ở đây là nó chứa nước được nè, mình nuôi cá được đó cô chú anh chị. Rồi để em xây qua đây nè. Bên đây mới nó mặt tiền của cây nè. Rồi để em đo thông số cho mình ha. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Dạ có tán dài của cô chú anh chị là được 64 ạ. Cây này hợp với cái dáng của cái bể này luôn, rất đẹp. Cái hoành thân là được 18 đó cô chú anh chị. Cây này nó nở nở đế cô chú anh chị là được 30 ha. Cây cốt cành già nghe cô chú anh chị, này là linh sam lá kim đó cô chú anh chị. Dạ rồi. Đây. Già lắm luôn, cái dàn cây, cái cốt cành của cây này già nè, cái tấm tàn của cô chú anh chị. Thì linh sam muốn làm lá, muốn làm hoa cô chú anh chị cứ lặt lá cho em ha. Hoa này cũng là hoa màu tím luôn, lá này già rồi cô chú anh chị có thể lặt lá được nè. Đó, mấy cái này là đá ha, đá em kết hợp vô, còn cái chậu này là em đắp bằng xi măng ha. Đó, đây là có hồ nước sẵn là nuôi cá được. Rồi, mã này là mã 8T cô chú anh chị. Thì cái tiểu cảnh linh sam này á, em giao lưu với mình với giá 1,4 triệu đi cô chú anh chị. 1,4 triệu em bao ship cho cô chú anh chị nghe cô chú anh chị. Dạ, đó, bao ship tư. Cả cây lẫn cái chậu như thế này đây luôn. Về cô chú anh chị cứ để gì mà mình chơi thôi chứ không cần trang trí gì nhiều hết trơn cô chú anh chị. Để dạ. Thêm một người câu cá nữa là được rồi. Rồi, đổi luôn. Dạ rồi, em sang cây luôn hết cô chú anh chị. Em sang mã 9T. 9T thì em có một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nữa. Đó, cây này thì tàn, này gọi là tàn dù á cô chú anh chị. Đó, ấm tàn. Này là hoa chùm luôn nè. Em xin được phép đo thông số ha. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 62. Dạ có tán dài cô chú anh chị là được 75 ha. Cây này già lắm rồi cô chú anh chị. Đây hoành thân ở đây là được 24 nè. Mã này là mã 9T ha. Rồi để em đo cái đế đi. Cây nó có cái đế cô chú anh chị, da nó láng luôn nè. Dạ hoành đế là được 34. Rồi cây nó có một cái khuyết điểm đó cô chú anh chị, nó bị chóc da trên phần này nè, mà nó đã xăm cứng hết rồi. Đó, ở đây nghe cô chú anh chị. Mã 9T ha, thì cây nguyệt quế này em giao lưu với mình với giá 900 đó cô chú anh chị. 900 em bao ship toàn quốc cho mình luôn, khi ship thì em rút chậu bó bầu ha.
cây này cô chú anh chị nào mà một cần một cây hoa thơm thì mua cây nguyệt quế nha cô chú anh chị, rất là dễ trồng luôn, hoa màu trắng rất là thơm luôn nè. Đó, đặc biệt là nó đã thuần chậu rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, em sang cây nữa nha cô chú anh chị, em sang mã mùi tê. Mùi tê em có khế á cô chú anh chị, khế chua em ghép với khế nhật ha. Cây đang ra lập non rất là nhiều luôn, như cây này về nhà cô chú anh chị là sẽ có bông kết trái nè. Rồi để em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được 45 và có tán dài là được 46. Hoành thân cây là được 27. Tổng hoành đế là được 52 cô chú anh chị. Rồi cây nó có bị chóp da, chóp da ngay đây nghe cô chú anh chị. Đó, nó có một phần chóp da ngay đó tại vì trời nắng nó bị nám nắng. Mã 10T cây khế chua ghép với khế nhật này em giao lưu với mình 700, 700 bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Em ghép cho cô chú anh chị được 4 bo, mấy cái bo lớn hết rồi, như cây này về là sẽ có trái nha. Khế là em bao trái với mình luôn cô chú anh chị, trái nó sẽ cho quanh năm luôn. Dạ. Rồi. Rồi em sang cây luôn nghe cô chú anh chị. Tiếp theo là mã 11T. 11T thì đây là một cây xoài tứ quý, cây này là cây ghim ha. Đó, thì cây này tụi em đã xử lý hết rồi, thì một thời gian nữa từ đây tới Tết là nó sẽ có bông ha cô chú anh chị. Có bông có trái ha, với mà cái giống xài tứ quý là rất là dễ cho trái luôn, nên cô chú anh chị yên tâm nha cô chú anh chị. Trái là sẽ có cho mình ha. Cây có chiều cao lên đây với cô chú anh chị là được 89 ạ. Dạ tổng tán dài với cô chú anh chị là được 85 ha, cây này dáng trực. Em đo cái hoành thân ở đây là được ngay 27, em tính 26 thôi cô chú anh chị. Thì mã này là mã 11T ha, cây xài tứ quý riêng em giao lưu với mình giá 1,7 triệu với cô chú anh chị. 1,7 triệu bao ship luôn. Cây cốt cành lớn nè, tụi em đệm nhiều nước dây lắm rồi cô chú anh chị. Cây này có thêm vài cái trái ha, nó rủ rủ xuống nữa, nhìn rất là đẹp luôn. Cây bonsai thuần chậu như thế này đây nghe cô chú anh chị, trồng nó cũng lâu lắm mới được một cây thế à. Tứ quý dễ cho trái lắm cô chú ơi. Rồi 1,7 triệu á cô chú anh chị. 1,7 triệu, dạ. Rồi em sang cây luôn ha. Cái nào mà cô chú anh chị không gỡ thì cứ liên hệ với số điện thoại có ở tiêu đề màn hình, rồi kết bạn Zalo em gỡ hình ảnh lại cho cô chú anh chị ha. Thì tiếp theo là mã 12T, em có một cây kim quýt green đó cô chú anh chị. Cây này thì hôm nay là có trái luôn rồi cô chú anh chị. Rồi để em đo thông số ha, cây có chiều cao lên đây là được 43. Dạ có tán dài đó cô chú anh chị là được 58 ạ. Hoành thân cây đó cô chú anh chị là ngay 13 luôn ha. Tàn ấm mịn như lắm luôn, mấy cây kim quýt lâu lớn lắm cô chú anh chị mà nuôi như thế này đây là cũng lâu năm mà nghe cô chú anh chị. Dạ. Này. Dạ rồi, cây nó đang trái nè cô chú anh chị. Nó trái này nó còn sống ha. Từ khi nó chín nó màu đỏ mình có thể ăn được, cây kim quýt có vị thuốc nha cô chú anh chị, trái kim quýt đó có vị thuốc. Mã này là mã 12T ha. Cây kim quýt này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1,3 triệu. 1,3 triệu em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu thôi. Cây nó đang có bông có trái rồi là nó già lắm nha cô chú anh chị yên tâm nha, cây nó thuần chậu hết, về cứ chăm nước cho em thôi, không có cần làm gì nhiều nha. Cốt cành lớn thế này cô chú anh chị, đó mấy cây kim quýt mà nuôi được cái cốt gì là lâu lắm rồi đó cô chú anh chị. Mã này mã 12T ha, 1,3 triệu ạ. Dạ rồi, 1,3 triệu. Cây này chi cành nó đóng khéo lắm. Dạ tiếp theo là mã 13T á cô chú anh chị. 13T thì em có một cây me chua ha. Cây này nó cũng có một cái gọng chữ C nữa, về cũng sang chậu giúp em đi cô chú anh chị. Cây nhà em bán đều là thần chậu hết rồi. Cây có chiều cao 35, có tán dài là được 65 đó cô chú anh chị. Quành cũ ở đây là được 32, quành thân là được 17. Cây này 700 bao ship luôn cô chú anh chị. Một cây me ha, cây có cốt cành lớn hết trơn rồi nè. Rồi có củ đế luôn, tàn thì ấm mịn. 13T 700 bao ship. Cô chú anh chị mua hai cây em bớt cho mình 100.000 nữa nha cô chú anh chị. Nó bao ship cho mình luôn. Dạ. Yeah. Này. Rồi yeah. 700 một cây me. Và tiếp theo là mã 14T á cô chú anh chị, 14T linh sam cô chú anh chị, linh sam song hình cây ghim không có ghép gì hết nha cô chú anh chị. À, cây có chiều cao lên đây là được 35. Và có tán dài của cô chú anh chị là được 50 ha. 35 tán dài 50, hoành thân là 17, cây nở cũ. À, có cũ ở dưới đây là được 25. Mã 14T linh sam nè cô chú anh chị tham khảo nè, rất là ấm tàn nè ha. Rồi nè em nghiêng dưới đây cô chú anh chị nhìn được cốt cạnh của cây nè đó. Dạ. Dạ rồi 14T 700 bao ship rồi. Mã 14T một cây linh sam song hình nha cô chú anh chị, dáng duyên lắm á, dáng trực ha lắc luôn. Rồi, rồi 700 bao ship nha cô chú anh chị. Dạ. Mua hai cây em bớt cho mình 100.000 nữa. Sam nhà chị Huy lúc nào cũng
đẹp mà dễ chơi của cô chú. Rồi tiếp theo đó cô chú anh chị, em lên mã 15T ha, cũng là linh sam song thanh luôn. Mấy cây này là mấy cây già cốt cành không mà cô chú anh chị, với lá nó già rồi về lặt lá đi làm hoa cô chú anh chị. Cây có chiều cao đây là 35. Sạch đẹp. Dạ, có tán dài cô chú anh chị là được 52 ha. Dạ. Cây nhào cũng có nở đế trơn á, hoành thân là cũng là 17 gần 18, em tính 17 không mà. Còn cái phần đế đây cũng là 25 nè cô chú anh chị, nhìn cây này ha, cây nào dáng nó cũng lắc hết trơn luôn. Đặc biệt là cốt cạnh nó lớn lắm đó cô chú anh chị. Đó, cốt cạnh như thế này đây, lớn hơn ngón tay của em đó cô chú anh chị. Rồi cũng 700 luôn. Mua một cặp em bớt cho mình 100 nữa nghe cô chú anh chị. Mã này mã 15T ha. Đây đẹp. Đó, 700. Mấy cây này là đẹp mà già mà giá dễ chơi nữa cô chú anh chị ha. Về dễ trồng lắm luôn, muốn làm hoa thì lặt lá giùm em ha. Yeah. Dạ rồi. Rồi, em săn cây luôn cô chú anh chị. Mình lấy cặp chơi Tết luôn cô chú ơi. Dạ, tiếp theo là mã 16T cô chú anh chị, cũng là linh sam song hình nè. Cây này dáng giống như là chữ S với cô chú anh chị. Đó, dáng lông nè, lắc lượng. 16T 700 luôn nha cô chú anh chị. Đó, mua hai cây em bớt cho cô chú anh chị 100 ha, mà mua ba cây em bớt cho cô chú anh chị 200 luôn. Mã 16T 700. Cây có chiều cao lên đây là được 32. Dạ, có tán dại cô chú anh chị là được 54 ạ. Rồi, hoành thân là được, em đo đây là được 19 đó. Cây nào cũng nở cũ hết trơn á, chú anh chị thích cái dáng nào thôi ha. Đó, thì cốt cành thì nó cũng giống hệt với nhau đó. Cốt rất là lớn luôn nè, liền lạc không có bị lỗi gì hết trơn luôn, tàn ấm mịn nha. Rồi cũng 700 luôn nha cô chú anh chị. Mã này là mã 16T, linh sam song hình. Mấy cây này là già hết trơn rồi. Về cô chú anh chị lặt lá giùm em đi, rồi có bông chơi Tết luôn ha. Mình chơi lần này tới Tết nên có hoa bình thường nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Nuôi cũng khá lâu mới được cây như thế này, cô chú chỉ có 700 thôi ha. Rồi cô chú xem mà. Dạ rồi, tiếp theo em sang mã 17T cô chú anh chị, cây lộc dừng nha cô chú anh chị. Cây này là hạng khai thác ha, dáng rất là quái luôn. Về cô chú anh chị có thể sang vô cái chậu nhỏ mình để trên bàn được nha. Em lặt lá để đệm thêm dây, đệm lằn dây lại. Nó đang ra lộc non đó cô chú anh chị. Ha này ha màu đỏ. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Dạ, có tán dại cô chú anh chị là được 36 ha. Giống như cá ngựa vậy cô chú. Cây quái. Cái cũ ở đây được 24 đó cô chú anh chị. Rồi nè cô chú anh chị tham khảo nghe, liền lạc hết, không có bị lỗi lầm gì hết nha cô chú anh chị. Lộc dừng ha. Này là nè, ở đây mấy mặt cắt là em đã xử lý hết cho mình luôn rồi, đang đâm chèo. Đó, cây nhỏ nhỏ mini nhìn rất là dễ thương luôn nha cô chú anh chị. Mã này là mã 17T ha. Cây lộc dừng này em giao lưu với mình với giá 600 của cô chú anh chị. 600 em bao ship về cô chú anh chị sang chậu giúp em ha. Dạ, cô 600. Chú anh chị mua cây lộc dừng với thêm cây gì nữa em dẫn bớt cho cô chú anh chị 100.000 nữa nghe cô chú anh chị. Cái này hàng khai thác nên nhìn nó có nét độc đáo riêng của nó nghe cô chú anh chị. Dạ, đó, có một cái cây duy nhất thôi. Dạ. Tiếp theo là mã 18T của cô chú anh chị. 18T một cây trồi mòi á cô chú anh chị. Trồi mòi này trồi mòi lá dài ha. Cây giống như dáng bay nè, mã này mini mình để trên bàn được có cô chú anh chị. Trời mọi có bông có trái bình thường ha. Cây có chiều cao lên đây là 26. Dạ, có tán dài là được 48 đó cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đo tổng hai thân là được 21 nha. Em đo một thân đại diện thôi cô chú anh chị. Một thân ngay chỗ này là được 11 đó cô chú anh chị. Đó, cây đã bẻ dây hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi, về sang chậu để trên bàn. Rồi cây này 500 đó cô chú anh chị. 500 bao ship cho mình luôn. Trời mọi này là trời mọi lá dài ha. 500 chị ha. 500 bao ship luôn. Còn gì nữa không chị? Dạ hết rồi anh. Dạ. Thì đây là mã cuối clip của Bonsai Quy Hoàng nhà em hôm nay nghe cô chú anh chị. Em chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã đón xem clip nhà em ha. Thì clip nhà em hay phát ở trên Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây vào lúc 11:30 nghe cô chú anh chị. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây trong clip sắp tới ha. Em xin chào ạ. Dạ rồi, quý chú xem yêu mến ủng hộ cho chị ha, chú đồng thời đăng ký kênh ủng hộ kênh để tiếp tục mình cập nhật những theo dõi những clip mới. Con cảm ơn quý chú rất nhiều và hẹn gặp lại.